khi những niềm vui sướng xuất hiện trên khuôn mặt các cầu thủ Croatia vì một trận đấu mà họ xứng đáng, thì đó cũng là khoảnh khắc cho giấc mơ đã chết của những người Brazil. Trong số đó, người chịu vô vàn nỗi đau lớn nhất cũng chính là con người được yêu quý nhất, Neymar. World Cup là giấc mơ lớn nhất của đời tôi. Đó là những gì siêu sao 30 tuổi đã chia sẻ trong buổi phỏng vấn với tờ Telegraph vào giữa tháng 11, tức vài ngày trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar khởi tranh. Bây giờ tôi đang có cơ hội và tôi rất mong mình sẽ làm được. Tất cả mọi người đều kỳ vọng lớn ở World Cup, không phải lo lắng mà là sự hào hứng. Ai cũng muốn góp mặt ở World Cup. Đã là cầu thủ đã chót theo nghiệp quần đùi áo số, ai mà chẳng muốn được chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá ấy. Với Neymar, khát khao đó càng mãnh liệt hơn. Có lẽ bởi anh là người Brazil, những người con của xứ sở Samba luôn xem bóng đá là tôn giáo và xem World Cup là đỉnh cao cần chinh phục. Neymar cũng vậy, cũng có ước mơ về bóng đá, về World Cup như bao đứa trẻ khác. Nhưng với riêng Neymar, World Cup có một ý nghĩa lớn lao hơn. Khi anh đã và đang mang trên vai trọng trách mang cúp vàng về với Brazil, giống với những gì mà biểu tượng trong quá khứ như Pele, Romario hay Ronaldo de Lima đã làm được. Sân vận động Education City hôm qua đã trở thành một biển của nước mắt. Từ những người có mặt dưới sân lẫn trên khán đài, là nước mắt hạnh phúc vỡ òa của các cầu thủ và cổ động viên Croatia, là những giọt lệ sầu đau đến từ cả dân tộc Brazil, và Neymar vẫn luôn là người được chú ý nhiều nhất. Lại thêm một lần nữa, số 10 không thể hoàn thành giấc mơ World Cup của Seleção. Lại thêm một lần nữa, giấc mơ lớn nhất của đời anh không thể thành hiện thực. Thêm nỗi đau World Cup cho Neymar và Brazil, đó là một phần dòng tiêu đề trong một bài đăng của tờ Goal sau trận đấu. Đáng cay làm sao, bất hạnh làm sao cho cái giấc mơ ấy của Neymar, cái giấc mơ mà anh lẫn toàn thể dân tộc Brazil đã chờ đợi mòn mỏi hai thập kỷ dòng. Giờ đây, hãy để khoảnh khắc này xoa dịu phần nào đó tâm hồn của Neymar, và giấc mơ World Cup của người Brazil, của Neymar đã một lần nữa tan biến. Lời chia tay Neymar xin được kết thúc ở đây. Trận đấu hay nhất của World Cup 2022 tính đến thời điểm hiện tại. Còn gì để bàn cãi nữa đây khi Argentina và Hà Lan đã cống hiến cho chúng ta tất cả mọi cung bậc cảm xúc. Họ xứng danh là kỳ phùng địch thủ, so kè với nhau từng tí một ở trên sân cỏ với hơn 120 phút thi đấu. Đó là cuộc chơi của những người đàn ông chân chính, nơi mà bản lĩnh đẳng cấp cũng như những tinh thần thép đã được phô diễn trong một trận cầu gay cấn tới những phút cuối cùng. Và dĩ nhiên trong một cuộc đấu của những người đàn ông đích thực thì cũng sẽ không thiếu đi những thẻ phạt. Đã có tổng cộng 18 chiếc thẻ phạt được rút ra từ tay của trọng tài Antonio Mateo Lahot, trong đó có 17 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ dành cho Denzel Dumfries của đội tuyển Hà Lan. Đây cũng là con số khiến cho cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này thiết lập nên một cột mốc lịch sử mới về số thẻ trong một trận đấu ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Kỷ lục cũ cũng đã được thiết lập trong một trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Hà Lan, đó là cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 World Cup 2006. Lần thứ tư trong một trận đấu ở vòng knockout World Cup 2022 mà một trận đấu phải giải quyết bằng loạt đấu súng penalty đầy cân não. Đó cũng sẽ là loạt đấu súng trên chấm 11m đầy căng thẳng, tái hiện lại bầu không khí mà chính hai đội bóng này từng tạo ra cách đây gần một thập kỷ ở vòng chung kết World Cup 2014. Đó là Messi cùng các đồng đội đã xuất sắc vượt qua đương kim Á quân World Cup thời điểm đó để tiến tới trận chung kết một cách đầy thuyết phục. Để rồi gần 10 năm sau, vẫn còn đó một Messi giờ đây đã là thủ lĩnh trong thành phần của đội hình Albiceleste. Trong khi đó, ở phía đối diện thì đội tuyển Hà Lan lại đang là một tập thể đầy tiềm năng và nỗ lực tìm lại vị thế của mình trên bản đồ bóng đá thế giới. Dù hai đội bóng chắc chắn sẽ sở hữu những con người cũng như vị thế khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng của họ chắc chắn không gì khác ngoài tấm vé tiến tới trận đấu cuối cùng. Có lẽ với những cổ động viên trung thành nhất của Lionel Messi sẽ phần nào cảm thấy bất ngờ khi chứng kiến ngôi sao của Argentina có những phản ứng mạnh mẽ đến vậy ở trận đấu rạng sáng này. Ngay sau khi thực hiện thành công cú sút phạt đền nâng tỷ số lên 2-0 dành cho Argentina, Epuga đã tiến tới ngay trước khu vực ban huấn luyện của Hà Lan và thực hiện hành động ăn mừng theo kiểu "Hãy nhìn và nghe đi". Có lẽ hiếm khi nào trong xuyên suốt sự nghiệp vĩ đại của Epuga mà người hâm mộ có thể thấy được một màn ăn mừng có phần khiêu khích đến vậy tới từ vị trí của một người vốn trầm lặng như Messi. Hai người đàn ông này đã có quá đủ trải nghiệm với hai đội tuyển quốc gia của mình. Và đây có lẽ là lúc họ đối đầu nhau khi sở hữu phiên bản tốt nhất của mỗi đội. Không có gì ngạc nhiên với đội hình xuất phát của người Anh lẫn Pháp. Những cái tên như dự đoán của phần đông người hâm mộ đều xuất hiện.
họ đơn giản là những người tốt nhất hiện tại. Người Anh với sơ đồ 4-3-3 được giữ nguyên, đối đầu 4-3-3 của người Pháp với cặp cánh Kylian Mbappe và Ousmane Dembele. Nhưng kể cả thế thì người ta khó lòng dự đoán về một thế trận đôi công cởi mở giữa hai quốc gia đầy thực dụng này. Những cuộc tranh chấp đầu tiên nổ ra, giữa sân vẫn là một sân khấu chính của câu chuyện, nơi hai hàng tiền vệ tốt nhất giải đấu va vào nhau. Sự khó chịu của Tam Sư được thể hiện rất rõ, dù cho Pháp ban đầu chủ trương dồn ép họ, nhưng họ mới là những người khiến Pháp vất vả lại. Foden là cái tên gây sức ép lên hàng thủ của Pháp, suýt tung ra một pha dứt điểm đầy nguy hiểm. Trong khi đó, những pha phối hợp giữa Mbappe và Giroud bị các hậu vệ tuyển Anh cản phá quyết liệt. Họ thực sự gặp một đối cân sức với mình trong ngày hôm nay. Nhưng khi mọi thứ trông có vẻ khó để có một bàn thắng để xuất hiện, thì khoảnh khắc cá nhân đã lên tiếng. Đó là một khoảng cách rất xa, nhưng quyết định táo bạo của Tchouaméni đã đem tới một siêu phẩm. Anh quyết định sút và cú ra chân sấm sét đã được tạo ra. Jordan Pickford cũng đành bó tay dù đã cố bay người thật nhanh. Bảng tỷ số tại Anfield có sự thay đổi đầu tiên. Thứ bóng đá chặt chẽ cũng không thể cứu người Anh thoát khỏi một siêu phẩm được tạo ra từ sự ngẫu hứng. Tchouaméni thực hiện màn ăn mừng quen thuộc của mình, dẫn trước một bàn từ sớm trong thế trận này là một lợi thế không thể tuyệt vời hơn với đội tuyển Pháp. Tam Sư mở đầu hiệp 2 bằng một pha volley nguy hiểm của Bellingham. May mắn là Lloris đã có đủ cảnh giác để giải nguy cho người Pháp. Khung thành của Pháp tiếp tục nhận sức ép với pha đánh đầu chuyền bóng của Kane. Nhưng Lloris một lần nữa cho thấy anh cực kỳ tập trung trong trận cầu này. Nhưng rồi cái chân vàng của Tchouaméni lại giơ ra không đúng chỗ khi anh lóng ngóng và khiến Saka ngã trong vòng cấm. Thế là đủ cho một quả penalty được thổi. Người đứng trước quả penalty đó không ai khác chính là Harry Kane. Một cú sút không thể chuẩn hơn được tạo ra, đánh lừa hoàn toàn Lloris sang hướng còn lại và Kane với bàn thắng thứ 53 cho đội tuyển Anh, một bàn thắng cực kỳ quan trọng với họ lúc này. Một điều và đó là những gì người Anh cần khi trận đấu đã về lại thế cân bằng. Những gì xảy ra tiếp theo có thể định đoạt tấm vé đến bán kết ngay trong 90 phút chính thức. Cả hai không ngừng gây áp lực về khung thành của nhau. Một số cơ hội được tạo ra từ cả hai đội bóng. Một lần nữa người Pháp lại vươn lên dẫn trước. Và cái đầu vàng của Giroud vẫn đang khiến người Pháp phát cuồng với anh. Chiếc xe go-kart này có thể cháy đến mức nào nữa? Đội tuyển Anh buộc phải gấp rút tung ra những sự thay đổi. Mason Mount và Raheem Sterling vào sân thay cho Henderson và Saka nhằm tạo ra sự khác biệt nhờ ưu thế về thể lực. Và rồi trong một tình huống phòng ngự của người Pháp, Theo Hernandez đã đẩy ngã Mason Mount từ phía sau. Một pha tranh cãi nổ ra, cuối cùng buộc phải giải quyết nhờ VAR. Và rõ ràng đó là một pha phạm lỗi và một quả penalty xứng đáng. Trong giờ phút lâm nguy, người Anh tiếp tục được hưởng một quả 11m để có thể một lần nữa đưa trận đấu về lại thế cân bằng. Tất nhiên, Harry Kane vẫn là người đứng trước nó, anh vẫn không thể giấu sự hồi hộp của mình. Nhưng tất cả đều tin Kane vào khả năng của anh. Cho tới khi quả bóng bay thẳng lên trời. Một màn ăn mừng nữa được tạo ra và vẫn là bởi những người Pháp bên cạnh cái cúi gặp mặt của đội trưởng của đội tuyển Anh. Nụ cười của Mbappe được phát hiện và chắc chắn người ta sẽ còn nói về nó nhiều lắm. Harry Kane trong một phút chốc bỗng dưng trở thành tội đồ, nhưng quả thực đó là một quả penalty với áp lực nhân đôi. Giờ thì người Anh chỉ còn lại hơn 10 phút đồng hồ để có thể thay đổi được những gì đang xảy ra. Người Anh lao lên cố gắng làm mọi thứ có thể nhưng vẫn bất thành. Thời gian cứ trôi và cũng đến hồi mà nó phải kết thúc. Để rồi sau hồi còi mãn cuộc là hai thái cực khác nhau của niềm vui và nỗi thất vọng. Nước mắt rơi trên đôi mắt của Harry Kane, nụ cười xuất hiện trên đôi môi của Giroud, nước mắt rơi trên đôi mắt của Maguire và Varane đang nở nụ cười hạnh phúc cùng các đồng đội. Người Anh gục ngã rồi đứng dậy và gục ngã. Người Pháp thì reo hò sung sướng với những cổ viên trên khán đài. Thế là bóng đá và cúp vàng không thể về nhà nữa. Nhưng bóng đá và cúp vàng vẫn còn khả năng về nhà. Chỉ có điều đó là ngôi nhà nó vốn đang được đặt trong tay người Pháp. Họ sẽ bước vào bán kết đụng độ Maroc với niềm tin mãnh liệt có thể tiến vào chung kết một lần nữa. Đó là cái đích cuối cùng. Hôm nay, người ta dù chẳng thể thấy một Kylian Mbappe tỏa sáng, nhưng nhìn nụ cười này, rõ ràng anh là một trong những người vui nhất ở trên sân. Chiếc cúp là thứ duy nhất quan trọng, đó là điều Mbappe đã nói. Và anh tất nhiên là phải vui rồi khi càng ở gần nó thêm một chút nữa. Brazil, đội bóng được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch, bước vào trận tứ kết gặp Croatia theo kiểu sức nhàn đấu với sức mỏi. Họ thắng hủy diệt đối thủ Hàn Quốc, phô diễn thứ sức mạnh kinh hoàng nhất, xen lẫn với niềm cảm hứng chơi bóng dâng trào.
ai xem xong trận đấu đó cũng bảo Sao mà cứ đá thế này, cúp vàng kiểu gì cũng về tay họ. Nhưng rồi gã khổng lồ cũng đã bị đánh gục, và Neymar, người ta tiếc cho anh nhất trong một kỳ World Cup được coi như cuối cùng của sự nghiệp, đã phải rơi những giọt nước mắt của sự cay đắng. Đó là câu chuyện của 24 giờ trước. Và nó được lặp lại, đau đến quặn thắt với những người hâm mộ của Cristiano Ronaldo của bóng đá Bồ Đào Nha. Kịch bản của nó có rất nhiều điểm trùng hợp, khi đội bóng mạnh hơn, tấn công nhiều hơn, áp đảo cả trận đấu, rồi vẫn để thua đối thủ. Bồ Đào Nha chắc chắn đã học rất kỹ bài tập về nhà của họ. Ở đó, Fernando Santos sẽ cho các học trò xem đi xem lại màn đối đầu giữa Maroc và Tây Ban Nha để hiểu được sức mạnh của đại diện châu Phi đến từ đâu, cũng như những bài đánh phản công của họ đã tỏ ra hiệu quả thế nào trước đội bóng từ bán đảo Iberia. Và tất nhiên, Fernando Santos cũng sẽ có sự chuẩn bị rất kỹ càng về mặt nhân sự. Ở đó, việc Ronaldo phải ngồi dự bị ở trận đấu thứ hai tại World Cup không còn là điều gì đó quá bất ngờ nữa rồi. Giờ thì mọi sự chú ý được đổ dồn vào Gonçalo Ramos. Hat-trick trong lần đầu thi đấu ở World Cup đã là quá tốt rồi. Tuy nhiên, nếu để chọn ra thời điểm để có thể tỏa sáng thì nói phải là ở trận đấu này. Nhưng cuối cùng điều đó đã không đến, và Maroc một lần nữa lại tạo nên lịch sử. Có điều gì đó ở đội bóng này mà chúng ta chưa thể giải mã, kiểu như một tập thể rệu rã được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên chỉ có hơn 3 tháng để làm việc. Kiểu chuẩn bị như vậy, tại sao họ có thể trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên tiến vào vòng bán kết được nhỉ? Câu trả lời chỉ có thể nằm ở sức mạnh nội tại của họ. Vì rõ ràng, một cú đánh đầu của En-Nesyri thật quá khó tin. Đối diện với anh là Ruben Dias, một trong những trung vệ xuất sắc nhất của Ngoại hạng Anh trong vài năm trở lại đây. Và còn đó cả một đôi tay của Diego Costa sẵn sàng vươn lên để đấm chai bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nhưng trước khi thủ môn thuộc biên chế Porto có thể chạm vào bóng, thì sự ra vào có phần không hợp lý của anh đã khiến lưới của Bồ Đào Nha rung lên. Niềm vui của người này sẽ là nỗi buồn của kẻ khác, nhưng thực tình chúng ta chẳng muốn Bồ Đào Nha, muốn Ronaldo có một kết cục buồn như vậy. Kể cả bạn có là fan của anh hay một anti chính hiệu, thì khoảnh khắc này thực sự quá đau lòng. Nó như kiểu, trời, 20 năm xem bóng đá, 20 năm được nhìn thấy Ronaldo thi đấu đỉnh cao, phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác, sẽ phải kết thúc như thế này sao? Với những giọt nước mắt của sự lặng lẽ, cô độc khi lê bước vào đường hầm, đó có thể là khoảnh khắc cuối cùng của Ronaldo tại World Cup, và nếu công bằng hơn, nó nên kết thúc bằng một hình ảnh đẹp nhất. Tiếc cho Bồ Đào Nha, tiếc cho Ronaldo, nhưng nhìn vào những gì đã xảy ra thì người Maroc thực sự xứng đáng.